Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hạn Công Tơ. Bây giờ đã là kết thúc năm 2018 và bắt đầu năm 2019 rồi. Thế nên mình sẽ làm cho các bạn một video tổng hợp những phần cứng nổi bật nhất năm 2018. Và nổi bật ở đây sẽ là nổi bật theo nhiều khía cạnh khác nhau. Và mình sẽ chia ra những nhóm, ví dụ như là đầu tiên sẽ là những sản phẩm có hiệu năng trên giá thành tốt nhất này, rồi những sản phẩm có sự sáng tạo tốt nhất, rồi kèm theo nữa là những sản phẩm tạo ra chúng ta sự bất ngờ nhất. Nhưng mà đương nhiên là không thể thiếu, đấy chính là những sản phẩm gây ra cho chúng ta sự thất vọng nhất định. Rồi kèm theo đó, đấy chính là một danh mục mà không thể nào thiếu được, đấy chính là chỉ một sản phẩm thôi nhá. Đấy chính là sản phẩm MVP của năm hay là sản phẩm đáng lựa chọn nhất của năm. Cuối cùng sẽ là những công nghệ cũng như là những sản phẩm mà mình sẽ rất là mong đợi ở trong năm 2019. Này Dũng ơi, làm review ở Hà Nội Computer có gì hay không? Thanh sẽ được làm việc tại một trong những môi trường review chuyên nghiệp nhất, được tiếp xúc với những sản phẩm công nghệ mới nhất tới từ những hãng lớn. Hàng ngày hay đấy. Được gặp những streamer nổi tiếng như là Hoàng Virus, Độ Missy Gaming rồi. Ngoài ra sẽ còn được tham gia cả những sự kiện lớn ở trong nước. Thôi không phải giới thiệu nữa, chỉ cho tôi chỗ đăng ký ấy. Hà Nội Computer đang tuyển dụng vị trí reviewer, MC cho channel YouTube, cả hình thức là full time và part time. Hãy đăng ký ngay ở link dưới phần mô tả này các bạn nhé. Vào thẳng vấn đề luôn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ lên tinh thần bằng 3 sản phẩm làm cho mình thất vọng nhất ở trong năm 2018. Ở đây là thất vọng thật sự nhé, chứ không phải nói đùa đâu. Bởi vì mình đã khá trông chờ rất là nhiều vào những sản phẩm này, nhưng nó lại làm trái lại đối với mình. Và đầu tiên mà mình sẽ phải nói tới đấy chính là chiếc RTX 2080 Ti. Bởi vì sao mà nó gây cho mình sự thất vọng, mặc dù hiệu năng của nó là rất mạnh và mạnh hơn con RTX 1080 Ti. Thì thực ra nó gây cho mình thất vọng thứ nhất là đến từ mức giá. Mức giá của nó lúc mới ra nó khoảng tầm là trên 40 triệu. Trong khi đó RTX 1080 Ti nó lúc mới ra nó chỉ khoảng tầm 25 triệu mà thôi. Rồi mặc dù là nó được bổ sung thêm những tính năng ví dụ như là Tensor Core, rồi là Ray Tracing hay là trí thông minh nhân tạo các thứ, nhưng mà với mức giá chênh lệch đến như vậy mà hiệu năng nó không hơn quá nhiều so với cả con RTX 1080 Ti thì mình thấy nó chưa đáng cho lắm. Đối với game thủ hiện tại thì FPS nó vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu để có được sự mượt mà tốt nhất. Thì với số tiền khoảng tầm gần 40 triệu hoặc là hơn 40 triệu các bạn bỏ ra thì nó chưa làm tốt được điều này, bởi vì nó chỉ hơn con RTX 1080 Ti chỉ khoảng tầm 30% mà giá của nó lại là gần gấp đôi. Bù lại FPS không hơn nhiều thì các bạn sẽ có những công nghệ ví dụ như là Ray Tracing, nó làm cho hình ảnh trong game nó được đẹp hơn, long lanh hơn. Nhưng mà thực tế nó lại quá đốt cấu hình khi nó chỉ giữ được mức FPS là khoảng tầm 60 trong tựa game là Shadow of Tomb Raider. Chưa kể những tựa game hỗ trợ Ray Tracing mới thì nó đều đếm ở trên đầu ngón tay. Và các bạn muốn mua những tựa game này về để chơi Tết thì đây sẽ là gần như là rất ít sự lựa chọn cho các bạn. Và nó gần như là vô dụng nếu như các bạn mua game về để chơi Tết. Rồi nhân Tensor Core nó có tác dụng rất là lớn đối với những người làm về AI, nhưng mà đối với những game thủ hay là streamer thì nó lại không có tác dụng cho lắm. Tất nhiên RTX 2080 Ti nó vẫn rất là tốt đối với cả những game thủ mà có hầu bao rủng rỉnh cũng như là kinh tế dư giả một chút. Nhưng nếu như mà chúng ta xét về mặt hiệu năng trên giá thành thì nó lại không hề tốt một chút nào, hoặc là chúng ta có thể coi nó là tệ. Và tiếp theo đến với chuỗi thất vọng đấy chính là đám Z390 năm nay của Asus. Đặc biệt nhất ở đây đấy chính là Asus Z390 Maximus Code, Formula và Hero. Thì năm nay nếu mà xét về mặt đồ chơi cũng như là về mặt tính năng ấy thì nó có phần tốt hơn cả năm ngoái, rồi cũng như là thiết kế đẹp hơn, chất hơn các thứ. Nhưng đối với mình, đẹp nó không phải là tất cả, bởi vì năm nay Asus đã làm hệ thống VRM nó không được như là mình mong đợi và hoàn toàn có thể nói là tệ ở trong tầm giá. Có thể nó vẫn ổn để cho các bạn chạy default, nhưng mà nếu như so với những hãng khác thì nó lại cực kỳ thất thế. Với mức giá khoảng tầm từ 8 cho đến 12 triệu, đây là một mức giá nó khá là cao mà vẫn dùng dàn phay nó là 4+2, thì nó có vẻ như là Asus nó hơi tiết kiệm quá mức hay là không. Rồi còn đi quảng cáo các thứ là chữ được chữ mất, đấy chính là 8 phay cấp nguồn cho CPU các thứ, và sau này sẽ phải sửa lại đấy là 4+2. Mình có thể giải thích một cách ngắn gọn và dễ hiểu, đấy chính là nếu như đám Asus Z390 Code, Hero cũng như là Formula, nếu mà nó có 8 phay thực nhá thì nó sẽ phải cấp được một điện áp là khoảng tầm 400A. Nhưng mà đây nó chỉ cấp được khoảng tầm là 200A mà thôi, có nghĩa là công suất của nó chỉ bằng 1/2 do kiểu thiết kế của VRM của Asus nó vậy. Thế nên là nó đúng nghĩa là một dàn phay là 4+2. Chưa kể năm nay phần sensor ở trên VRM của Asus cũng làm khá là tệ, thì nó báo lỗi nhiệt tùm lum à. Thế nên là nó cũng góp phần gây throat CPU của bạn, nhưng mà hình như là mấy bản update gần đây thì nó đã fix rồi hay sao ấy. Rồi nếu như các bạn nhìn sang những hãng khác, ví dụ như là Gearbyte năm nay lại làm nên cực kỳ tốt. Nó dùng phay gì? Phay 6+2, phay xịn hẳn hoi. Và điển hình ở đây chúng ta có thể nói đến hai cái tên, đấy chính là Aorus Master và Aorus Ultra. Tiếp theo và cũng có thể là cuối cùng ở trong chuỗi thất vọng của mình, đấy chính là vi xử lý Intel Core i9 9900K.
Một bộ vi xử lý 8 x 16 luồng xung nhịp lên đến là 5 GHz thì nó còn gì là thất vọng, nó quá là khủng đi. Thì đúng là về mặt hiệu năng, chúng ta không còn gì để bàn cãi, nó quá là mạnh. Nhưng mà vấn đề ở đây là giá nó đắt hơn khoảng tầm 7 triệu so với cả i7-8700K thì mình thấy nó là hơi chua. Nếu mà mức giá của nó là tầm 15 triệu thì mình sẽ thấy nó là hợp lý hơn. Thứ hai là về mặt nhiệt độ thì nó hơi quá đà. 5GHz đi cùng với 8 nhân xử lý thì đương nhiên là nó sẽ nóng thôi. Và Intel họ cũng đã có động thái trong việc khắc phục về vấn đề này, nhưng lại xử lý không đến nơi đến chốn. ISS năm nay nó đã làm theo kiểu Hàn chứ không phải là dán như là mọi năm nữa rồi. Nhưng mà thiếc được dùng ở đây nó lại quá lởm và nó không mang lại tính hiệu quả gọi là quá nhiều. Nếu mà các bạn delete lại thì nó sẽ mát hơn rất là nhiều, nhưng mà nó cũng khó delete hơn bởi vì nó đã bị hàn sẵn rồi. Lý do cuối cùng để mình thất vọng đối với cả i9-9900K đấy chính là hàng ở đâu. Và trong khi mà mình đang rất là mong chờ nhưng mà mình lại không có hàng để mua, thì đấy cũng được coi là một lý do để gây cho mình sự thất vọng. Và tiếp theo chúng ta sẽ chuyển qua với cả một tiêu đề khác, đấy chính là những sản phẩm có hiệu năng trên giá thành tốt nhất năm 2018. Và sản phẩm đầu tiên mà mình sẽ phải nói tới với các bạn đấy chính là chiếc GTX 1060, kể cả là phiên bản 3GB hay là phiên bản 6GB. Với bất kỳ một nhu cầu nào từ chơi game, đồ họa phim ảnh hay là đồ họa 3D v.v. thì chiếc GTX 1060 nó đều cho chúng ta cảm giác đáng giá lên đến từng đồng khi sử dụng. Với phiên bản 3GB RAM thì các bạn sẽ phải căn chỉnh thiết lập một chút để tránh tràn VRAM. Nhưng mà với phiên bản 6GB thì các bạn cứ sử dụng một cách thoải mái. Với phiên bản 3GB, nếu mà xét về mặt sức mạnh của GPU, nó cũng chỉ yếu hơn tầm 10% so với cả bản 6GB, mà nó lại rẻ hơn rất là nhiều. Chưa kể nó còn mạnh hơn tầm 50% so với cả chiếc GTX 1050T. Nếu mà các bạn đang sử dụng một chiếc GTX 1060, chắc chắn các bạn sẽ hiểu được cảm giác đáng giá của nó là như thế nào. Vài năm trước đây thì GTX 970 nó là một mẫu card đồ họa được các bạn rất đáng để lựa chọn. Nhưng mà với GTX 1060, một phiên bản kế nhiệm của GTX 970, nó lại còn đáng để các bạn lựa chọn hơn nữa. Mặc dù nó đã là 2 năm tuổi rồi cũng như là chưa có người kế nhiệm ở trong năm 2018. Và sản phẩm có hiệu năng giá thành tốt nhất tiếp theo mà mình sẽ giới thiệu với các bạn đấy chính là CPU Intel Core i7-8700K. Mình nói đây chắc sẽ có nhiều bạn hỏi mình đấy chính là tại sao không phải là AMD Ryzen 7-2700X. Thì mình có thể nói một cách ngắn gọn về lý do thứ nhất nhé, đấy chính là nó của Intel. Intel nó là một cái tên nó quá là quen thuộc cũng như là giành được nhiều lòng tin của người dùng Việt Nam. Thứ hai, tuy nó chỉ có là 6 nhân và 12 luồng xử lý, nhưng nó lại có xung nhịp rất là cao, giúp các bạn chơi game tốt hơn, sử dụng những tác vụ hàng ngày tốt hơn, chỉnh sửa ảnh hay là video tốt hơn, stream game nó cũng ngon. Chỉ việc render đồ họa trừ Adobe ra nhá thì nó sẽ là thua Ryzen 7-2700X mà thôi. Thứ ba là về độ ổn định thì nó mang lại cho chúng ta là tốt hơn AMD rất nhiều, bởi vì nó là một nền tảng nó quá là lâu đời từ xưa đến nay rồi. Thứ tư là nó cho các bạn khả năng ép xung đỉnh cao luôn. Chỉ cần một chút may mắn là các bạn đã có thể ép xung nó lên là 5GHz để có thể chạy hàng ngày. Và khả năng ép xung RAM bớt cao của nó cũng vượt trội hơn hẳn. Khi mà các bạn có thể sử dụng những mẫu main ngon một chút nhé, các bạn bật XMP lên là các bạn có thể dính được bớt RAM đấy chính là 4000MHz. Đương nhiên là mỗi vi xử lý nó sẽ có một điểm mạnh khác nhau. Nhưng mà trong trường hợp chúng ta đang xét đấy chính là xét về tính hiệu quả cũng như là ổn định thì Intel đang làm tốt hơn rất là nhiều. Tiếp theo nữa về những sản phẩm có hiệu năng trên giá thành tốt nhất mình lựa chọn ở đây, đấy chính là một CPU có giá siêu rẻ, khoảng tầm 1 triệu rưỡi thôi, đấy chính là AMD Athlon 200GE. Như ở video đánh giá của mình ấy, thì các bạn có thể thấy là chỉ cần bỏ ra khoảng 1 triệu rưỡi cho một chiếc CPU, thế nên là hiệu năng làm việc của 200GE nó không quá nổi trội. Nhưng mà để đáp ứng cho nhu cầu văn phòng các thứ ấy, thì nó quá là tốt, bởi vì với nhu cầu văn phòng các bạn chỉ có lướt web cũng như là office thôi, nó làm vô tư. Còn khả năng giải trí của 200GE nó còn quá tốt so với cả mức giá 1 triệu rưỡi của nó. Mình đánh giá là nó vô cùng bá đạo luôn, khi các bạn hoàn toàn có thể cân được liên minh điện thoại ở max setting và FPS luôn trên là 60, không cần đến cả gọi giới luôn. Rồi cả Dota, CSGO nó cũng không ngán. Mà đặc biệt nhất nó có thể xuất được ra những mẫu màn hình 4K 60Hz, cũng như là chơi video 4K ở HDR, điều mà những chiếc card đồ họa tích hợp của những vi xử lý Intel Desktop không thể nào mà làm được. Tiếp đến sẽ là những sản phẩm sáng tạo nhất năm 2018. Không biết là mình có phải là mình khó tính quá hay là không, nhưng mà đối với mình trong năm 2018 thì không có gì gọi là sáng tạo cả. Nếu như mọi năm nhé, các bạn sẽ có kiến trúc là AMD Ryzen này, nó rất là sáng tạo. Rồi là công nghệ ổ cứng Intel Optane, mặc dù tính hiệu quả của nó là chưa quá cao, nhưng mà về mặt sáng tạo nó rất là tốt. Trong năm 2018 nhé, CPU các bạn chỉ có tăng nhân này, tăng xung này, rồi về kể cả Intel hay là AMD nó cũng vậy. Rồi với AMD thì có giảm về mặt kiến trúc ấy, nhưng mà kiến trúc từ 14 nanomet xuống 12 nanomet nó là không nhiều. Intel thì vẫn giữ là 14 nanomet. Thì với CPU nó không có gì nổi bật như vậy, thì bo máy chủ cũng không có gì nổi bật như thế luôn.
Có chăng đấy chính là nâng cấp thêm một chút về tính thẩm mỹ các thứ. Còn về mặt công nghệ bên trên thì nó cũng là như mọi năm mà thôi. Đối với các đồ họa năm nay thì có công nghệ Ray Tracing, nó nghe rất là hay đúng không? Nhưng mà về tính hiệu quả đối với cả những game thủ của nó thì nó lại không nhiều. Nhưng mà nó lại rất hiệu quả đối với cả những người làm về đồ họa, về kỹ xảo 3D các thứ. Nó sẽ giúp cho chúng ta render nhanh hơn cũng như là preview nhanh hơn. Nhưng mà đối tượng khách hàng đấy nó lại không nhiều. Rồi các bạn sẽ có thêm một số cái, ví dụ như là công nghệ về DLSS, một cái công nghệ tăng FPS mới của NVIDIA. Nó sẽ là kiểu như dùng trí tuệ nhân tạo để tăng FPS lên. Nhưng mà số lượng game nó đang bị giới hạn, có nghĩa là số lượng game mà nó hỗ trợ hiện tại nó là không nhiều. Thế nên là trong năm 2018 mình đánh giá nó là chả có gì sáng tạo, và nó sẽ cần có thời gian để nó có thể phát triển hơn. Tuy là năm nay nó không có gì sáng tạo, nhưng mà lại có một số sản phẩm nó làm cho mình rất là bất ngờ. Và bất ngờ nhất đối với mình đấy chính là vi xử lý AMD Ryzen 5 1600. Mặc dù tính đến thời điểm hiện tại nó đã là khoảng 2 năm tuổi rồi, nhưng mà nó vẫn được bán chính hãng và có hiệu năng chơi giả thành rất tốt. Chưa kể giá của nó còn rất là rẻ nữa cơ. Hiệu năng chơi game có thể nó sẽ là không quá tốt, nhưng mà render nó có thể nói là bá đạo ở trong tầm giá luôn. Với cùng một cái tên của Intel vào thời điểm đấy là i5-7400 thì hiện tại nó đã thất thế đi rất là nhiều rồi. Tiếp đến với hầu hết phần cứng của Gigabyte được ra mắt vào nửa sau của năm 2018 thì nó đều được làm rất tốt. Nó tốt từ hiệu năng cho đến thiết kế. Thực tế trước đây thì Gigabyte đã làm ra những linh kiện phần cứng nó rất là chất, nhưng mà khoảng tầm từ năm 2015 đến năm 2018 thì nó lại có sự thua kém khá là nhiều so với cả những hãng khác. Nhưng mà trong năm nay với thế hệ card đồ họa là RTX 20 series, rồi thế hệ bo mạch chủ là Z390 thì Gigabyte đã lấy lại được vị thế của mình, khi mà những bo mạch chủ cũng như là những chiếc card đồ họa này nó vừa đẹp này, nó vừa có thiết kế độc lạ này, nó vừa có hiệu năng cao. Đấy, nó rất là ok đúng không? Và mình nghĩ là trong năm 2019 thì sẽ là một năm rất là nổi bật của Gigabyte với những thế hệ phần cứng của mình. Nhưng mà với đội ngũ shader của Gigabyte phải làm mạnh hơn nữa, mạnh như là Asus đấy. Cuối cùng đấy chính là sản phẩm nổi bật nhất năm 2018, hay còn gọi là MVP của năm 2018, là một cái tên không thể nào mà chúng ta không nhắc đến. Đấy chính là những chiếc SSD. Ở đây mình sẽ gọi là SSD nói chung nhé, chứ không nói riêng bất kỳ một hãng nào. Vì năm nay giá của SSD nó quá là rẻ đi, nó rẻ hơn tận 40% so với năm ngoái và hoàn toàn có thể cạnh tranh được với cả những chiếc HDD. Về SSD thì nó vẫn là những chiếc SSD thông thường mà thôi, nó không có gì mới mẻ, nhưng mà về giá của nó thì đúng là không thể nào mà tin nổi luôn. Có thể về việc giảm giá thành như thế này thì buộc các hãng họ sẽ phải cắt giảm đi một số thứ trong quá trình sản xuất, ví dụ như là RAM hay là controller rẻ tiền các thứ, dẫn đến khi các bạn đọc ghi một lượng lớn dữ liệu tầm vài chục ghi thì nó sẽ bắt đầu có hiện tượng sụt giảm tốc độ đi đáng kể. Nhưng mà cho dù nó có dùng linh kiện thấp cấp hay thế nào chăng nữa ấy, thì nó vẫn đáng giá đến từng đồng cho các bạn có thể lựa chọn. Bởi vì các bạn hoàn toàn có thể mua những chiếc ổ SSD giá rẻ về để chứa game, chứa dữ liệu cần đọc ghi nhiều để mang lại tốc độ tốt hơn HDD rất là nhiều. Nếu như trước đây với những game thủ không có hộp bao quá lớn thì các bạn sẽ phải lựa chọn là ổ HDD để cân bằng giữa việc cài Win cũng như là cài game. Nhưng mà trong năm nay khi các bạn build PC, các bạn chỉ cần bỏ thêm khoảng tầm 600.000 thôi là các bạn đã có được một chiếc ổ SSD dung lượng 120GB để cài Win. Nói chung là trải nghiệm ở trên ổ SSD chưa bao giờ là tệ. Khi mà các bạn đang dùng HDD nhé, các bạn dùng SSD một cái, các bạn sẽ cảm nhận được là nó mượt vượt trội luôn. Đấy, thế nên là việc nâng cấp SSD là một điều rất là đáng. Mà chưa kể giá SSD nó đã rẻ như hiện tại rồi thì các bạn hãy nâng cấp đi. Rồi, có thể là về mặt SSD giá rẻ, nó đã rẻ hơn đúng không? Nhưng mà SSD cao cấp nó cũng đã rẻ hơn rất là nhiều. Có nghĩa là với những game thủ mà không có hầu bao quá lớn cũng sẽ có những món hời riêng. Với những game thủ mà dư giả về tài chính cũng sẽ có những món hời riêng. Nói chung là với giá của SSD nó đã quá rẻ như năm nay rồi, khoảng tầm vài trăm nghìn cho một chiếc SSD 120GB, hay là khoảng 1 triệu cho một chiếc SSD 240GB, hay là 2 triệu cho một chiếc SSD 500GB thì mình không còn gì để chê nữa rồi. Đến với hạng mục cuối cùng, đấy chính là những sản phẩm được mình kỳ vọng cũng như là những công nghệ được mình kỳ vọng nhất vào năm 2019. Và theo mình nghĩ nhá, là năm 2019 sẽ là một năm rất là rực rỡ về mặt công nghệ phần cứng. Và đầu tiên mà mình sẽ là kỳ vọng nhất cũng như là các bạn vừa nghe tin đồn gần đấy, đấy chính là những vi xử lý AMD Ryzen 3000 series. Và theo như những tin đồn thì các bạn có thể thấy đấy chính là nó sẽ là nâng cấp về số lượng nhân cũng như là nâng cấp về luồng. Nhưng mà đối với mình nhé, không biết đối với các bạn như thế nào, nhưng mà đối với mình, việc nâng cấp về nhân về luồng nó chỉ là phù du thôi. Bởi vì đối với cả một nhu cầu của một người bình thường, hay là những bạn nào mà game thủ, hay là các bạn dùng về đồ họa Adobe các thứ, thì 8 nhân nó đã là quá nhiều cũng như là quá đủ với các bạn rồi. Cái các bạn cần ở đây đấy chính là AMD hãy cải thiện về hiệu năng đơn nhân đi. Ở thế hệ trước, ở thế hệ 2000 series, các bạn đã có thể ép xung lên được khoảng tầm 4.2GHz rồi. Thì năm nay mà có thể các bạn thể ép xung được lên khoảng tầm 4.6, 4.7GHz.
rồi là AMD hãy cải thiện về hiệu năng OC RAM đi, bởi vì hiệu năng của AMD Ryzen nó phụ thuộc vào bớt RAM rất là nhiều. Rồi AMD hãy cải thiện về sự ổn định khi mà ở trong những hệ thống AMD đi. Đấy, chỉ cần AMD làm được 3 điều này thôi thì trong năm 2019 thì có thể Intel sẽ là chưa sợ. Nhưng mà vào năm 2020 mà AMD nó vừa kết hợp được việc tăng nhân, vừa kết hợp được 3 điều trên thì chắc chắn Intel sẽ phải sợ một phép luôn. Điều mà mình kỳ vọng tiếp theo đấy chính là vào năm 2019 thì công nghệ Ray Tracing, công nghệ RTX thì nó sẽ cho chúng ta thấy được sự hiệu quả của nó ở nhiều lĩnh vực hơn, ở nhiều tựa game hơn và đặc biệt là đối với cả những game thủ. Bởi vì hiện tại Ray Tracing nó quá đốt cấu hình. Thì các bạn nghĩ thử xem một chiếc RTX 2080 Ti nó chỉ chơi được Shadow of Tomb Raider ở khoảng tầm 60 FPS ở độ phân giải Full HD, thì một chiếc RTX 2060 nó làm sao mà có thể chơi được Ray Tracing? Hay là các bạn chỉ chơi ở độ phân giải là gọi là HD, hay là Nvidia tích hợp Ray Tracing vào chỉ để cho có? Thì mình mong là Nvidia sẽ cải thiện về, cũng như là về mặt tối ưu ấy, thì FPS ở trong game nó sẽ là tối ưu hơn. Hay là vào năm 2019 Nvidia có thể cho ra mắt một công nghệ gì đấy gọi là giả lập Ray Tracing, có thể về mặt hình ảnh nó không đẹp như là Ray Tracing được tích hợp sẵn, nhưng mà nó cũng sẽ giúp cho các bạn gọi là tận dụng được những tựa game cũ. Và vừa rồi mình đã đưa ra cho các bạn một list rất là dài về những hạng mục khác nhau, ví dụ như là nổi bật nhất, hiệu năng chia thành tốt nhất, rồi sáng tạo bất ngờ, cũng như là kỳ vọng, thất vọng các thứ vân vân. Thì ý kiến của bạn như thế nào, hãy comment phía bên dưới nhá. Có thể các bạn khác ý kiến của mình, các bạn cũng comment, các bạn cùng ý kiến của mình, các bạn cũng comment để mình tìm được những người đồng quan điểm. Và các bạn hãy comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.